Xin chào các bác. Cái video này em sẽ giải thích cho các bác thế nào là máy chiếu xa, thế nào là máy chiếu gần và thế nào là máy chiếu siêu gần. Đó, nhiều bác thắc mắc là cái phòng, nghĩa là cái phòng của mình nó nhỏ, các bác muốn chiếu màn hình lớn thì các bác sẽ lấy những cái máy như thế nào? Và khi mà máy phòng của mình rộng thì mình nên nên lấy những cái dòng máy chiếu như thế nào? Đó, thì hôm nay cái video này em sẽ giải đáp cho các bác. Thì đây. Đây là con máy Epson 1771W. Đây là dòng máy chiếu xa. Dòng máy chiếu xa. Đấy. Máy chiếu xa thì thường các bác sẽ nhìn thấy cái mắt nó như này. Cái ống len nó sẽ thụt vào trong. Đó. Đấy là những cái dòng máy chiếu xa. Còn những cái dòng máy chiếu gần này là cái mắt nó sẽ lồi ra. Đấy, lồi ra như này là máy chiếu gần. Còn những cái con siêu gần thì cái hình dáng cái mắt nó sẽ bị chéo, là nó hắt, để nó hắt lên đó, thì là máy chiếu siêu gần. Đối với những cái dòng máy chiếu siêu gần này thì là các bác chỉ cần để khoảng cách từ màn chiếu hoặc tường chiếu để một gang tay là nó đã chiếu ra cái màn 100 inch. Còn sang cái máy gần này thì các bác phải chiếu khoảng cách là từ 90 đến 1,2 m tùy vào từng máy. Đó là nó sẽ được 100 inch. Còn những cái dòng máy chiếu xa này sẽ phải để khoảng 2 mét đến khoảng 3 mét. Đấy, tùy theo từng máy thì là nó sẽ được 100 inch. Đó, thì các bác nên lưu ý như vậy để các bác chọn máy cho nó chuẩn. Đấy, những cái dòng máy chiếu xa. Dòng máy chiếu xa này khi mà mình để xa thì cái điểm ảnh của nó sẽ không bị vỡ như những cái dòng máy chiếu siêu gần, hoặc là máy siêu gần hay để xa ra thì nó cái điểm ảnh nhìn sẽ to và vỡ. Đấy. Đấy các bác, cái dòng máy chiếu siêu gần này này thì mình chỉ cần để khoảng cách rất là ngắn nó sẽ lên. Bây giờ em sẽ lên hình cho các bác để các bác xem thực tế luôn. Thì đây, bây giờ em sẽ mục sở thị cho các bác xem từng con máy một. Đây là cái máy siêu gần em đã chiếu trước cho các bác này. Đấy, cái màn của em là cái màn chiếu 100 inch. Đây, em sẽ đo khoảng cách cho các bác từ cái màn cho đến đây nhá. Từ cái màn đây, em sẽ đo cho các bác xem. Đó, đây em sẽ kéo cái thước này ra và em sẽ đo cho các bác này. Đây, từ cái khoảng cách từ cái màn nha, đây là cái màn của em này. Đây, đến cái đuôi máy là khoảng 29, 30 cm đó, cỡ khoảng một gang tay. Đây, một gang tay của em gần đến luôn này. Đó là cái máy chiếu siêu gần để cho các bác có thể để kệ tivi này, hoặc là cái phòng của các bác nhỏ thì các bác có thể lấy cái dòng máy siêu gần để sát kệ như này, không phải lắp đặt, không phải khoan vít gì cả, chỉ cần để lên kệ và chiếu lên tường xong. Đó là con máy chiếu siêu gần. Đây, rồi bây giờ em sẽ chuyển sang con máy chiếu gần để cho các bác xem. Đây là con máy chiếu gần nhé các bác nhé. Đây, khoảng cách từ cái màn này đấy đến đây là 90 cm đối với con máy chiếu bên quy này. Có những con máy chiếu gần thì nó sẽ lên đến 1 m hoặc 1,2 m. Đó, quy máy rất chi là sáng và đẹp. Đấy, bây giờ em sẽ kết nối vào cho các bác xem. Ba con máy này em giới thiệu với các bác đều là những cái dòng máy chiếu đồ phân giải HD cộng 1280 x 800. Đấy, máy chất chi là đẹp luôn. Chiếu gần nhá. Đấy, khoảng cách các bác để có những bác để ra máy chiếu gần như thế này thì nó sẽ lơ lửng giữa nhà như này thì nhìn nó không được hợp lý, thì các bác sẽ chọn máy siêu gần hoặc máy chiếu xa. Đấy, đối với những con máy chiếu mắt lồi như thế này thì các bác có thể dùng để đi cảnh, hoặc là dùng chiếu bắn bắn trên tường này, bắn ra này, nó sẽ bắn khoảng 1 m, cái màn cái giá 1 m bu ra thì nó sẽ hắt hắt vào trong trong cái màn nhà mình, thì là nó sẽ chiếu lên được 100 inch. Đấy, màn 100 inch để khoảng 90 m, 90 cm đó. Đấy, rồi bây giờ em sẽ quay một con máy chiếu xa. Đây, còn đây là con máy chiếu xa các bác nhá. Đây, cái khoảng cách của nó là 1,90 m, 1,90 m này, được cái màn chiếu này. Đó, em quay cho các bác này. Đấy, máy chiếu Epson này thì nó chỉ còn để khoảng 1,9 m, 2 m nhá, là nó đã được 100 inch. Đây, cái màn này là màn chiếu 100 inch. Đấy, 100 inch nhá.
Đó, còn tùy vào những cái dòng máy, có những con máy chiếu xa, thường thường là các bác máy chiếu xa là các bác phải để khoảng cách 3 mét thì nó sẽ được 100 inch. Đấy. Đấy, máy chiếu xa này, đấy, 100 inch cái màn này. Đấy, rất chi là đẹp, máy chiếu Epson này rất chi là đẹp nhá. Khoảng cách chiếu 100 inch. Epson màu sắc của nó rất chi là đẹp. Đó, cái video này ngày hôm nay thì em sẽ là em muốn giới thiệu cho các bác là máy chiếu xa như nào, máy chiếu gần và máy chiếu siêu gần nó như thế nào để cho các bác có thể lựa chọn nó phù hợp hơn với cái căn phòng của mình. Rồi. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất của em nhé. Chào tất cả các bác.